Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với vlog của Yến và cũng như là unboxing. Và hôm nay các bạn có thấy cái background này quen không? Đố mọi người biết cái background này là cái background ở đâu luôn á. Hey, mọi người đoán đúng rồi đó. Nếu mà mọi người đoán ra thì đây chính là cái background của công ty Celeb Network. Thật ra là mình chưa có tham gia chính thức vào công ty, nhưng mà mình mong các bạn sẽ ủng hộ những sản phẩm tiếp theo của mình cũng như là của team. Và không dài dòng nữa, hôm nay chính là một clip unboxing đồ Tết. Thật ra thì những cái món đồ này á, nó không có nhiều như những cái clip unbox trước của mình, nhưng mà mình sẽ cố gắng review thiệt là kỹ những cái món này để các bạn có thể sắm cho Tết nha. Vậy thì let's go. Ok, và món đồ đầu tiên bây giờ mình sẽ unbox cái gì đây ta? Đây là một chiếc đầm. Chiếc đầm này là đậm chất mùi Tết luôn. Đây là mình sẽ gỡ ra cho mọi người xem. Wow. Cái món này là một trong những món mà mình mong chờ nhất cho dịp Tết này, và có lẽ là mình sẽ mặc vào mùng 1 tại vì nó là màu đỏ. Đây mọi người. Wow, một chiếc đầm nhung. Oh my god. Xinh quá mọi người. Nó không có phải dạng áo dài quá dài, nó kiểu ngắn ngắn tiểu thư á. Mình mang guốc là số dắt luôn á. Và sản phẩm tiếp theo là hai chiếc sơ mi kiểu dạng đúng chất bánh bèo luôn á. Các bạn sẽ mặc với những chiếc váy tweed hoặc là những chiếc váy dạng tiểu thư công chúa đồ á. Mình không biết cái là chất liệu của nó sẽ như thế nào. Mình mua hai màu, là hai màu đều là dạng màu be chứ không phải là màu trắng. Wow, một chiếc nhìn cưng quá mọi người à. Nhìn nè. Đây là một chiếc cực kỳ bánh bèo. Mình sẽ thắt nơ cái em này lại và mặc với một chiếc váy màu đen thì sẽ rất là nữ tính luôn. Ok, và tiếp theo bên cạnh những cái bộ đồ mà súng xính ngày Tết á, thì mình cực kỳ kỹ lưỡng về việc chăm sóc da luôn. Nên là đợt Tết này mình sẽ sắm một bộ sản phẩm mới của Fuso. Như Yến đã xem review á, thì những cái sản phẩm này thành phần của nó rất là lành tính và thân thiện với da, và đặc biệt là cả da nhạy cảm luôn. Nếu mà bạn nào á, có làn da nhạy cảm á, thì sản phẩm này cực kỳ thích hợp với các bạn luôn. Như các bạn đã biết á, thì Yến thường xuyên đi chụp và đi quay rất là nhiều và trang điểm rất là nhiều, nên là cái việc mà skin care là Yến rất là kỹ lưỡng. Và đặc biệt á, là những cái sản phẩm lành tính á, là sản phẩm mà Yến ưu tiên hàng đầu luôn. Đây là một trong những cái lý do mà Yến mua em này. Đây là một cái màu pastel cực kỳ xinh luôn. Tại vì Yến á, là một người con người cuồng màu xanh lá, nhưng mà gặp cái này lại là một cái màu pastel xanh lá, nó trời ơi đáng yêu quá. Nên là đây là một trong những cái lý do mà Yến mua em này. Cái sản phẩm mà Yến thích nhất và tâm đắc nhất trong cái bộ skincare này đó chính là cái chai serum Glacier Niacinamide. Thì theo Yến nghĩ á, một cái làn da trắng sáng và căng bóng á là cái điều mà Yến cần nhất trong cái mùa Tết này, và Yến nghĩ các bạn cũng vậy đúng không? Ok, trong cái bộ này á, thì cái chai đầu tiên Yến muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là cái chai Glacier Centella Cleansing Farm. Thì cái chai này á, theo như Yến tìm hiểu thì có một cái chất gọi là Centella, nó sẽ giúp các bạn phục hồi da và dịu da rất là tốt. Ngoài ra thì có một cái chất gọi là Tea Tree, nó sẽ giúp các bạn kháng viêm và đặc biệt là hợp với những bạn người da bị mụn á. Mình á thì kiểu thường make up nhiều á nên là sẽ có những cái mụn ở dưới da như thế này nè. Nên là cái chai này là cái chai mà lựa chọn đầu tiên của mình khi mua sản phẩm này luôn. Còn đây là một cái chai sữa rửa mặt, nó được chiết xuất từ matcha và rau diếp cá, nhưng mà là dạng gel á mọi người. Nên là mình rất là highly recommend các bạn sử dụng cái chai này vào buổi sáng. Và mình đã sử dụng luân phiên giữa hai cái chai sữa rửa mặt này. Chai này thì mình sẽ sử dụng vào buổi tối sau khi mà một ngày dài mình làm việc mệt mỏi á, với lại make up nhiều á. Còn chai này mình sẽ sử dụng vào buổi sáng thì sẽ cho giúp cái da của mình được dịu nhẹ hơn. Độ pH của sữa rửa mặt này là 5.5, vừa đúng chuẩn chuyên gia khuyên dùng luôn. Nên là khi cảm giác da được làm sạch sâu nhưng không hề bị khô hay là căng tức. Tiếp theo, cái bảng thành phần của sản phẩm này còn có salicylic acid và BHA sẽ giúp làm sạch sâu hơn và có khả năng thu nhỏ lỗ chân lông, và đặc biệt là da có mụn đầu đen. Cái ý ấn tượng trong cái chai sữa rửa mặt này chính là thành phần Glacier Water, rất là đặc biệt luôn nha mọi người. Đây là chiết xuất từ nước băng tan và có độ tinh khiết rất là cao. Cái này nó có khả năng làm mát và dịu da tức thì luôn. Có nghĩa là khi da mình bị kích ứng mỹ phẩm thì chỉ cần sử dụng chai này thôi là da sẽ dịu lại rất là nhanh.
Sau khi rửa mặt xong á, thì em cũng sẽ dùng toner của nhà Fuso luôn. Công dụng chính của em này á, chính là làm dịu và bổ sung độ ẩm cho da nhờ có centella mọi người, kết hợp với tea tree oil nữa. PHA sẽ là một thành phần tẩy da chết hóa học dịu nhẹ hơn AHA và BHA, nên nó sẽ giúp loại bỏ cái lớp sừng và da chết trên da một cách nhẹ nhàng và không gây kích ứng luôn. Thật ra các dòng niacinamide trên thị trường đa số là 10% thôi, thì Yến thấy con số đó khá là cao với những cái làn da chưa quen với niacinamide. Còn với 3% á, thì Yến thấy nó hơi thấp. Còn nếu với Yến á, là 5% niacinamide sẽ không quá cao mà cũng không quá thấp, phù hợp với những bạn mới bắt đầu với niacinamide. Ngoài ra trong đây còn có công nghệ multivitamin, tức là cung cấp đa dạng các loại vitamin nè, giúp hỗ trợ cải thiện một số vấn đề về da như là tăng sắc tố hay là bị xỉn màu da giống như mình. Và sau hai bước rửa mặt và toner thì bây giờ em sẽ apply niacinamide trên da. Tốc độ thấm của nó khá là nhanh luôn á và không gây vết dính như là một số loại serum khác trên thị trường. Cuối cùng á thì mình sẽ khóa lại bằng một lớp kem dưỡng ẩm. Vậy là xong bước dưỡng da ban đêm nắng tết của mình rồi đó. Còn về hai chai serum cuối cùng trong set này đó chính là Fuso Glacier 5D Hyaluronic Serum. Thì trong đây á, sẽ chứa 5 loại HA và B5. Mà chắc các bạn cũng biết rồi đó, HA sẽ là cấp ẩm cho da rất là tốt. Đặc biệt là nếu mà bạn muốn có một cái lớp nền ẩm mịn để đi chơi Tết á, thì nhất định phải có lót một lớp HA bên dưới như thế này nha. Còn chai thứ hai là chai Glacier Centella Serum, cũng chiết xuất từ nước băng tan và centella luôn, cũng thiên hướng nhiều về khả năng phục hồi và làm dịu da á, nên là các bạn có thể tham khảo để chọn ra loại phù hợp với da của mình nha. Bây giờ tiếp theo mình sẽ unbox tiếp mấy cái món đầm mà mình tâm đắc ở trong cái mùa Tết này. Đây là một chiếc đầm búp bê Tây Phòng màu trắng phối ren. Thì cái em này mình mua có giá là 260.000 đó mọi người. Mà mình thấy chị mẫu mặc đẹp lắm mà không biết mình mặc lên làm sao nè. Cái đó nó còn tùy tâm linh lắm. Đây là một chiếc đầm ren. Wow, chất vải của nó rất là đẹp luôn mọi người, cực chất lượng. Nhưng mà nó hơi ngắn nha, hơi ngắn so với những cái người mà có dáng người cao như mình. Ok, chỉ còn hai món cuối cùng thôi, cũng là hai món mà mình sẽ mặc vào mùa Tết. Trời ơi, Tết có ba màu mà không biết mua nhiều quá chị không biết luôn á. Đây mình sẽ xé ra xem. Em này mình mua là một chiếc váy trắng luôn. Kiểu dáng của nó sẽ tương tự như cái đầm này, nhưng mà thuộc dạng tay dài mọi người, nó sẽ lịch sự hơn một chút. Wow. Em này thì màu trắng nó sẽ khác hơn là cái em kia. Nó cũng sẽ ôm vào phần eo của các bạn. Và tay dài thì trông các bạn sẽ lịch sự hơn, hoặc là che khuyết điểm của cái phần bắp tay cho các bạn đó. Và món cuối cùng, đây là mình mua một cái set. Cái set này là gọi là set đầm nhung sẽ đùi và một cái áo khoác ngoài. Cái set này ở trên Shopee á, mình mua là nó có rất là nhiều lượt mua luôn nha, và lượt khen. Nên là mình cũng thắc mắc coi là cái chất liệu của nó sẽ như thế nào. Và đặc biệt là cái bộ này nó còn bán hết nữa cơ. Là các bạn biết cái độ hot của cái set này rồi. Đây là một cái set mà che khuyết điểm cực kỳ tốt luôn. Kiểu dành cho những cái bạn mà thích sexy nhưng mà vẫn muốn kín đáo á. Thì đây là một chiếc đầm nhung nhưng mà nó phần hở lưng như thế này. Nếu mà bạn nào mà không thích mặc áo khoác gân ở ngoài thì các bạn có thể mặc không như thế này. Hở một phần lưng luôn, cực kỳ sexy luôn nha mọi người. Nhưng mà Tết mà mình ở nhà với người lớn thì mình phải khoác cái này vào, nhìn trông nó vừa sexy vừa lịch sự á. Nên là mình cực kỳ tâm đắc bộ này luôn. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video unboxing của mình tới đây. Và các bạn nhớ là nếu mà dù là ngày Tết hay là ngày thường, các bạn cũng đừng quên skincare và chăm sóc làn da của mình thật là kỹ càng nha. Nếu các bạn thích video thì đừng quên like, share và subscribe kênh của mình nha. Và mình còn ra rất rất là nhiều video nữa, là mong các bạn sẽ ủng hộ. Và bây giờ thì tạm biệt.